Hello anh em đồng ngư chuẩn bị đón Tết tới đâu rồi? Đây, chuẩn bị như đây thôi. Cành đào, chiếc sân, lúa, cặp lúa cho lúa về. Chúc anh em năm mới vạn sự như ý nha. Cá mập. Vàng long, hôm nay đón Tết vậy thôi. An khang thịnh vượng nha anh em. Cái Tết thật là vui vẻ, bài thắng nha, đánh bài thì thắng, làm ăn thì phát tài, mọi sự như ý. Rồi, chào anh em nha, cái Tết thật vui vẻ nha anh em, bye.